tao bảo tao hơi máu. Vô game kìa. The fuck. Vô game kìa. Tỉnh nó ngồi nó to quá. Đi. Game nhái. Ở đâu? Tỉnh ngồi AFK mà. Ai? Ôi ôi. Ôi tao bay. Ủa này Bree á. Sao nãy không nói? Không phải Bree đâu, đang call up together. Ôi phóng to là hình được mà. Mẹ tự nhiên cái phải mò chữ chứ. Phóng to hình được mà. Nhiều màu sắc quá. Gầy. Ghê quá. Đang ở đâu á? Mít thế này. Kêu gì màu sắc quá nên sao nó vẫn to bình thường mà. Cái này to theo vùng chứ không to tự do được. Dĩ nhiên, con là together. To tự do đi, nó mới vui nha. To tự do tao vẽ phủ luôn. À chỉ có màu đen với màu nâu thôi. Tao đang muốn thử mấy cái trò trong đây nó có gì nó vui không. Giờ mày biết rồi đó, nó nhạt toẹt. Phú giờ tô màu Phú. Rồi tô màu đi Phú ơi. Tao đâu biết đâu. Cái gì đây? Rồi tô màu đi. Bye. Họa sĩ mà bảo không biết. Khiếp, tôi tô màu đứng trên bảo hành luôn. Tôi tô màu giỏi quá. Tôi màu giỏi quá. Coi chừng mít, coi chừng mít. Anh chết nó giọng sót. Em kéo thì xem điên. Kìa, đằng kia chị Long Ngông quá, chết ngắt nè. Mít. À, sao một đứa thì mít, một đứa thì tô màu là sao? What the fuck? Màu đây. Tạm ơn, không chơi. Mít có, mít vô mẹ. Nó đẩy à, đẩy à, vào rồi, vào rồi. Ui. Con Sky yếu lắm mày. Mên. Không vào tô màu mà ao à. Ảo thật. Không tao màu nó cứu trời. Ủa màu vui mà. Sao có mình tao to vậy? Ba nó sủi rồi. Tao kỹ đi. Tao to sắp xong rồi. Mày to theo vùng thôi. To sao? Thằng này nó chết rồi đúng không? Chết rồi bây giờ coi đúng không? Ông qua đâu mới à? Mẹ tao to gần xong rồi. Má nó dừng to luôn rồi. Ít. Còn mấy cái nó nhỏ quá. Tao dừng màu của báo. Tao dùng màu của báo anh luôn rồi. Khả năng đeo lo. Oh yeah, tao xong rồi, yeah. Mira. Mới trông á. Yeah, game chạy quá, đổi game đây. Vô bắn nè. Không bắn đâu. Bắn thường. Không. Ôi, vẫn còn. You know what I mean. À, cắm chạy em biết luôn. Thằng chăm ba lỏ thì ôi mẹ nó. Ôi có đánh cò nè. Nó qua đâu á, mất lắc rồi. Ủa tụi mày làm gì vậy chung? Mà Spectre con vợ chưa? Con này đã tô xong đâu? Rồi, đâu đổi sang mày muốn tô tiếp à? Được, tao sẽ tô tiếp với mày. Tô sao ấy? Mày chọn màu rồi mày tô. Kiểu có màu, mày phóng tô hình lên để mà coi cái hình. Ui, mày cái hình này phức tạp ấy. Ok, có 10 màu thôi, được. Tao lấy số 10. Ok.
Mày chọn màu bên thanh trái á, mày bấm vô thôi. Mày bấm vô cái bụng. Vô nhưng mà nó tụt kiếp chanh không à. Thì mày tô màu, mày phóng to hình lên, phóng to hình lên. Nó có dùng màu xám xám á là mày tô được. Cái này chọn cái hình này nó phức tạp quá vậy. À rồi rồi rồi. À rồi. À rồi. Cái này chọn cái hình phức tạp quá vậy. Mắt tỏ tình quá. Tao tô vừa xong số 10 rồi. Ô, hay thế nhờ. Mắt tỏ tình quá. Anh này là ai vậy? Đây. Đây đâu má ba hai thằng. Hai thằng. Tốt tiếp mà, có chuyện gì vậy? Thằng nào tô số 1, tô xong giữa chừng bỏ. Lão thật. Tô là kiểu ấn vô là nó tô liền luôn hay là mình phải bôi? Bấm vô tô liền. Ngon chưa? À. Tao ta. Tao tô xong rồi. Mày láo, thằng nào đang tô số 2? Số 2 là của bằng nào? Tao tô đầu tiên. Thành chị Long Ngông mày mới nó bắn vô chết. Tô luôn đi. Đừng có tô thêm nữa, khổ lắm. Chiêu vào thằng này luôn. Cho anh nè. Tô đi. Tô cho tao vui. Mấy cái màu. Nếu là chọn cái hình khó nhìn quá. Màu bài đâu á? Bè. Ở này. Nếu không. Mày lấy mày cái đấy ra. Anh chơi trên kia không thấy luôn. Nếu không thấy win thì hãy thua thật nhanh. Chơi làm á. Nó vô mà. Mẹ nó kêu nó vô mà. Mẹ nhầm à. Hàng 72 á. Nó nói hàng 72 á. 72 á. 72. Mẹ 2 giờ mới 24% à. Cứ bắn tiếp đi. Thì tôi mày nói hết trận đi chứ. Tôi màu đi. Tôi cạc. Tao nói mày. Tại tôi mở bảo anh. Tao đang có cuộc tỉ thí riêng của anh. À nè. Cô. Nó nét. Thằng này nó sẽ đứt. Ủa, tao nhớ tao sao tin đó, tao tô vải lộn xong rồi nó hiện là bảo anh thắng mà. What the fuck? Kiểu nhái vậy. Kìa là mày cảm giác mày tô nhiều thôi. Không, tao bấm tao tô gần hết luôn mà. Ảo giác rồi. Phải đít hô. Bay đầu. Cái này nó nhỏ quá à. À, thay bà anh Tô. Trời ơi. Con vợ Trương Tô lấy cái hình. Bố nó không phải hình của tao chồng. Cái đó kiểu nó mỏng, nó bắn mồi nó tới. Lấy cái hình của dâm chứ. Mày chọn đi. Tao có chọn đéo đâu. Mày. Đây là mấy lọc sống thiên dụng. Mày chiều quá. Mày ra tô mẫu tao nè. Tao chiều lắm. Thôi cái này sâu á. Để cái chỗ này nó sâu vậy. Rồi. Cũng quá Chung ơi. Chung ơi. Ờ, hết số 8 rồi. Win là được. Mày chấm hỏi gì mày đứng dưới tao đó. Mày chấm hỏi cái gì mày đứng dưới tao kìa. Chấm hỏi đi. Số thằng Cypher nó không nghe luôn á. Bọn anh bắn Cypher đúng không? Không, bọn anh đang tôi không. Bọn anh đang vẽ lên bức tranh này. Thì tao thấy Cypher nó điếc à. Ôi, thằng mày phải zoom lên kiếm chi tiết tô à. Trời đồ má nào game luôn rồi. Ai ao game? Tao. À mày hả? Giờ tao vẫn đang chiến thắng à? Ok nha.
làm gì với thấy mẹ vô bổ không? Không vô bổ. Vô Valorant bắn trend đi. Tao buồn ngủ. Tại sao tao đi trend? Tao... trend đi. Muốn đi giao lưu không? Với ai? Giao lưu với lớp. Có lớp tao có 4 đứa con trai, 3 đứa bắt Valorant. Nhưng mà 2 đứa nghĩ là... Nếu mày là một người tự kỷ thì game nó sẽ giúp mày gắn kết, mở rộng mối quan hệ ha. Mở rộng mối quan hệ chọn với những người muốn giao tiếp mẫu hơn hả? Đồ đeo đây. Trời ơi cái hình này. Ủa? Bố tham ma bố. Hình nào chọn cái hình này. Trời ơi con vợ Trương chọn. Nó bắt tô bông tai đi chứ. Con vợ Trương chọn cái hình khổ dâm nữa chứ. Mày chọn. Thằng này chắc chắn là bị hành hạ, thích bị hành hạ rồi. Mày chọn thì mày đấm rồi. Bữa nghe nói Thịnh đấm á. Thịnh bóp vú. Mày thấy đứng không? Không. Không. Đứng đâu, lộ, thấy đâu vãi lồn. Lộn lộn Thịnh. Bóp đầu vãi lồn. Cái lồn gì đang diễn ra? Để thích cho tao đi. Tao thông sinh số 8 rồi đó. Mày số 1, tao số 3. Kiếm đi. Số 3. Rồi. Phơi vô rồi hả? Điện bè số 3 đang ở đâu vậy? Bà chết rồi. Số 3 màu đen à? Kiếm chỗ nào màu đen mày vô vô. Không, số 3 là cái màu khác mà. Tao gần xong số 3 rồi. Ủa Thành ơi. Căng mắt lên tìm số 3 đang ở đâu. Cái này nó không chơi gợi ý à. Mắt mờ ấy luôn. Số 3 là màu vàng á. Kiếm chỗ nào có màu vàng đi. Số 3 của ta một game. Ý là cái con chuột kìa. Số nhìn thấy con chuột kìa. Chứ ai nhìn thấy cái màu quá. Trời ta phải coi mọi góc gách của cái bức tranh này luôn á. Xem là ta có bỏ lỡ gì không. Má này sáng cái là tôn lại luôn. Thôi, má nóng nghe đi ngủ đi. Cái gì đây? Ra tô màu đi. Trời đánh mày chết. Trời đánh mày chết. Ra tô màu đi. Nó giờ mày không chịu cập nhật game. Tao cập nhật xong rồi nè. Ra tô màu đi. Game cũng như tầm mày nữa. Tô màu đi. À nè. Trời ơi cái hình. Có cái gợi ý không ạ? Đúng mắt khủng quá. Trời đúng. Chứ thẳng vào vào hay sao? Tao. Ừ thẳng vào thì kìa. Ủa má còn có một cái số 3 à, kiếm đi Trương. Đang kiếm đi, mày kiếm bên trái thì 80 ray, 80 ray. Mày nè. Ok, tao kiếm nửa mặt bên kia nha, mày kiếm nửa mặt bên okay, phải đó. Ok, tao đang kiếm từ từ nè. 80 ray. Tám mươi ray bắn cây đó hai đầu chứ lại. What? Mày làm gì? Không phải đâu. Ở đây hay à hay à. Hay quá. Hay quá. Yeah. Đúng là cũng là đúng vợ đúng chồng. Tát mình đúng cả. À rồi. Chọn hình khác được rồi. Phải gọi là. Chắc. Chắc rồi. Đây hình này dễ hơn nè. Nó đỡ nhiều màu. Tao chọn số màu 18. Tao ghi chữ winner. Ui sao nửa dưới đâu. Cái vòng tròn nó nhỏ thế. Đã chưa số màu. Đây tô tiếp đây. Ở cái hình mày chọn cái vòng tròn nó nhỏ chứ. Nhỏ nhỏ là sao? Đi. Tao không biết. Nó bự lúc... anh nhìn tao... xuống dưới một chút rồi ngon rồi. Hồi nãy lúc mà tao lúc mà tao vẽ xong tao ao mà cái nó tao game tự chọn á. Cái tao phải zoom lên đi kiếm cái màu ra ở đâu cây vậy. Ui, bây giờ cái màu này thì quá nhiều rồi. Quá đã. Game bật lên. Tao bảo anh đang thống trị game này vậy. Game chơi. Không, nhưng mà biết rồi. Đang, nhưng mà công nhận là đang chán mà chơi cái game này sập luôn. Chứ mày làm gì, mày tính làm gì trong khi update game.
mà nó lắc tới mất cơ bác. Hồi thay vì là thay vì tốn thời gian cho đống này thì tại sao ta không bảo bom bóp biết 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 có thằng đấy thằng biết đấy. Wow, con số 2 nữa rồi. Đây nè, ở chỗ anh tam giác đó. Rồi, đi chưa? Nữa, còn cái nữa. Còn hai cái nữa chứ một cái nữa. Cái đi, giờ bắt đầu đi kiếm nữa hả? Cô có tùy chung. Đây nè, thấy rồi, nhà đó. Hay tao nào bố binh tụi về con mày. Tao lấy bờ mà, lấy bờ mà. Ui, cái bộ đen. Ủa, mấy đen á. Rồi leo con sâu đi. Nào cũng được, đừng có chọn cái đầu tiên. Sâu à? Nó ra con sâu thiệt. Tao lấy nửa dưới à, mày lấy nửa giờ này. Màu á. Tao lấy 18 tới xuống nha. Có bao nhiêu? Chưa. Tao đợi hết rồi. Ờ có sợ mất 3 nè, 3 Đâu nè. Chạy đi, chạy đi, chạy. Chạy đi, chạy. Mày điếc à? Má tôi cái mỏ rồi. Ui, sắc bích. Ngửa lên, ngửa cái mặt lên. Rồi, thành phố buồn. Ôi, buồn quá. Tao bị lag rồi. Lag nữa, tao giúp mày đây. Xong rồi bác anh ơi, yeah. Yeah. Đồng vợ đồng chồng tát mình đông một can. Nữ thần tự do đi. Nữ thần này khó đấy. Nữ thần tự do này. Ê đủ má. Mà chọn bông hoa tao giết mày. Ôi trời ơi. Mày chọn á. Mày chọn. Chắc chắn là anh Trương chọn rồi. Thế anh Trương. Tao chọn hình dễ cho mày, mày chọn hình khó phải luôn đó. Ta không ngờ Trương lại thích à khổ dâm. Mày im. Má con Trương nó lát luôn mà. Trời đủ má nó lát rồi. Hình quá chi tiết đi. Không sao, tao anh tôi chứ mày số 5. Tao lát luôn rồi. Bảo anh nha, chọn cái hình vẽ mày. Chi tiết quá luôn. Chứ chọn gì khác được không? Chứ đồ máy tao lát. Chọn khác hả? Ý ôi. Chọn này khác đi. Để coi chọn khác được không? Chọn khác kiểu gì? Chọn khác kiểu gì? Ai biết. Tính hỏi sao canh buộc thì nó trả lời. Tao không biết chọn khác làm sao hết. Bấm mừng mua nhà nữa. Đúng mua nhà đâu, bây giờ bác, bây giờ mới nuôi bác. Thôi đừng bảo lo chứ. Không sao, rồi, tao liệm luôn. Tao phải bức tranh này cho mày cho. Rồi tao liệm tiếp rồi. Ui hệt quá. Tao liệm 2 lần. Tao không sợ bể xong. Chết. Ủa? Gì? Ở hình như cái cục đó là thằng nào bắt được hay sao? Tuyên vẽ cái nó, game nó dăng ra ngoài luôn mà, what fuck. Đừng dễ nữa, vô đi bắn đi. Sao tắt năm? Tắt năm nè. Sứ mệnh vẽ của ta sắp hoàn thành rồi. Trời ơi, vẽ đây. Mà không thì vô đi vẽ cho tao xong đi. Xong rồi tao đi đâu tao không biết. Má buồn ngủ quá, không kêu tao vô bắn game, khó. Con mẹ nha. Game công bằng quá. Má nó bay xa trời vô, nó đáp xuống nó bắn mẹ đầu thôi. Mẹ ta đáp đi, nó biết tulip lít rồi, để hết đầu mấy mày. Mẹ bên đây nhạc chiêu vậy. Ờ, nào rồi, bỏ anh. Ờ, không đi hết mình mày đi. Rồi. Biết à.
quá mà. Hình hình xong đâu. Phải lộn đó. Ờ. Chứ mình. Thì bác rồi nhỉ. Bác nó kìa. Oh my god. Hôm nay nó tôi bắt ta rồi anh ơi. Nè, nãy tao đầu tư nhầm thằng này. Đầu tư dân quỷ. Ủa mày. Mày mượn xe tiếp đi, mượn xe tiếp đi. Mày mày mua xong rồi phức hả? Mua phức hả? Rồi rồi, rồi mua tiếp đi. Ok. Ok luôn. Còn đồng nào khác không ta? Sao? Poker này. Gì lan.io là cái gì? Giờ chị cầu vua đây, nãy có cầu vua mà ta. Cầu vua đây. Ôi. Cầu reset game. Sao thật cao lo nó như cứt. Mày nhầm rồi. Nó không như cứt đâu. Tao đang chờ đối thủ xứng tầm kiện các kiện tướng vô đây chơi cờ vua với tao. Yêu cầu các kiện tướng vào đây. Tao có AI chơi cờ caro là chơi không? What the fuck. Đúng rồi, kiện tướng nào vào rồi. Tốn chung. Ừ, gì? Có con AI chơi cờ caro đó. Ờ, nó đó, con AI mày cốt rồi luôn á. Rồi, ai chơi cờ cà rô. Đây rồi, kiện tướng bảo anh. Đây rồi, kiện tướng anh chồng. Thôi, tớ không chơi đâu, khổ đấy à, cái gì. Sợ nghe lắm. Tao sẽ đi trước nha anh chồng ơi. Rồi đó, đi đi. Cái nào chứ. Cái gì. Tao sẽ lên con này. Rồi biết chơi nó luôn, ai à kìa. À. Sao mày đi bước giống tao vậy lâu này. Man nó hay cầm cái đầu lo chỗ này nó hai lần liên tục rồi qua cái gì đây nè cung nè khẩu ao lo bắn hai lần liên tục rồi chung mày bắn ừ đúng rồi bắn bắn một viên cũng được sau đó mà nó có lạc kiểu tâm nó không? Là nó bật cái scope có không bật tâm nó giật nó thằng thịnh này đang chơi với tao rồi nó toàn đi những bước giống tao à thằng lộn này này cầu vua à ờ cầu vua mày sắp chết cầu vua bữa làm là nhóm Duy Minh đúng không ừ ừ nhóm đó ổng dí chết mẹ luôn. Sắp nhưng mà hên không có cái lại. Mày sắp chết rồi thằng nói. Tao nghĩ vậy. Đó, chết rồi. Nó là bằng Wolf Farm chỉ ghê quá má, tụi mình làm trên. Tao sẽ lên con này. Vô tình. Tao không biết tao làm gì đâu. Thằng này. Dạ, thằng này nó sợ nó bắt trước. Bắt trước tao à. Tỉnh á. Cay quá luôn. Mày chọc tức rồi. Mày chọc tức tao rồi. Xem đây. Không có trap à? Ôi có trap à? Tao bị mong buồn rồi. Mày khẩu đang click như cái đầu mùa vậy. Đủ má. Trời. Click như cái đầu mùa luôn. Trời đủ má. Nó bắn nó giật lên. Mày ăn đơ đi. Mết đơ. Tao chưa có smoke. Mày smoke à? Mày chặn được cái mít à? Hầu luôn. Nó đứng trên nó đứng nó nhảy lên cái thùng là vẫn thấy được ha. Ừ. Móc rồi. Nó chạy ra men. Ra men. Còn thằng hai đầu liền. Bắn thằng này cút. Đang chờ kiện tướng anh chồng. Mẹ mày. Anh chồng đang bắn người. Ui trời ơi, cái series này chưa. Ai thần tặng mày nè tận. Cho mày luôn. À, anh chồng đánh con gì đây? Mày đánh đây à? Mày chết. Ủa, sao nó không quay vậy? Sao nó series gì mà
Thì đó ấy, tao bay mất rồi đó. Ôi. Tao sẽ mày bị những cái số nó to vậy. Đánh cái gì? Đánh này luôn. Ó xong mày sắp chết rồi. Tao đang vẽ đường đó. Bảy đi. Không, chết rồi, thôi vậy à. Mày không bấm á. Giờ muốn anh chọc chơi với tao, anh chọc phải xong game. Cực thế nhờ. Ờ, cực phân cho. À, ờ, thì giờ không, không có móc rồi. City Ray. Anh có mắt thật. Con này nó biết. Nó đợi mình ra, nó biết, nó bắt xuống. Kệ, quên luôn kệ. Nó đợi, nó đợi mình chạy mid, nó bắt xuống. Calling all rooks, Mr. Beast is ready. Anh còn sợ quên không? Anh chọc anh còn khá là khả năng đó. Ủa Cypher sẽ đặt 7 bên B ít hết ta. Nhưng mà một tao rep sẽ nhảy nãy nãy cô hả? Mày không bắt được con cô nó có trap thì là một nó mua gốt rồi một trap thôi. Ghê vậy, ghê vậy, ghê vậy. Ai ta kìa. Mày dám thách thức tao. Ôi một thằng trong móc à, nó cầm sọc kinh. Hai à, bỏ anh đang xem à. Một đây. Đây bỏ anh chỉ những à. Vài bước đi đánh cờ nó bây giờ chắc gì nó đã xem. Nó xem mà, đang trong hoạt động mà. Nó trong thế là kiểu nó vợ nó chơi máy sao biết nè. Nhưng mà nó bấm vô hoạt động rồi, mày tao phải tin, tao tin tưởng nó đang xem tao. Không. Đang xem người đi chưa chiến thắng. Đang xem Victor. Tao sẽ chờ anh chọc. Anh chọc làm gì anh chọc đi. Anh chọc cứ làm gì anh chọc muốn đi. Yolo. Thôi. Nhìn mình nhóc lo à. Call into my phone, my shit, I'm calling into my phone. Để có asset. Đáng để suy nghĩ chứ. Không đáng để suy nghĩ đâu. Mày nghĩ nhiều rồi. Ôi thật, con đi nè. Ủa mày đọc lại cái code, cái tâm, cái code màu cho đi chỉnh. 55 FF55 gì? Ờ 00 FF55. Gì đây, gì? Ok ok. Thành làm gì đây Thành ơi? Cái gì đây? Thành ơi. Cái gì đây? Ờ mà hát á? Không. Ủn Thành Thành vừa cho ta ăn con xe free. Ờ không có 7 luôn kìa. Tôi đang hơi nghi ngờ trình độ thật sự của anh Thành. Hay là anh Thành đang cố gắng nhường tôi. Trời ơi. Sao mày tui YOLO vậy? Mày tưởng tao sẽ để đó cho mày làm sao? Ở đây chắc thế I'm gonna go fuck that our law. Kịp, chạy nhanh thế. Nhưng mà đây rồi. Chạy ở lo thôi mà. Thành chạy ra hay nè. Cái gì đấy? Chắc là chắc lộng. Là còn ở lo không? Giờ thấy tao báo ở lo. Ừ. Đấy. Bluetooth mod. Rớt mẹ đi. Tao không rớt nha. Tao rớt nha.
Nếu mà rớt thì tao sẽ bắn là... trước cái sốc đại để thẳng tượng á. Không không không, chúng ta sẽ tiến chốt. Ao lo một cháy 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 cháy. Nhớ ăn chốt nào không? Đi đi. Ta đang mưu cầu, ta đang âm mưu. Ao lo. Ờ giữ giữ. Ôi. Lo, giờ nó đẩy thì giờ đẩy. Nó hết hai chim rồi đó. Hai chim à? Ta đứng đây, ta nhìn. Ôi, biết đôi luôn kìa. Ta nói cái gì á? Ta hơi nghi ngờ nhân sinh quan. Ta nói cái gì vậy? Tướng. Sao trận nào cũng bắn chấp người hết nè. Thành đang đánh với tao hả? Oh shit. Ok, đừng có mẹ. Chạy à? Ok, chạy đi. Chạy ngay đi, trước khi. À, ngon. Bú được thêm, tự nhiên bú được con hậu của anh chồng. Gì đây? Mày ổn không đây? Bác sai, bác sai. Má lộn vậy. Sao nổ á, nổ á. Con hậu chưa xuất quân nữa, bên kia mất hết con rồi. Ổn không? Đéo đỉ nè. Móc cái nhà mình nè, hai thằng móc. Tao chấp nhận thí mã, mày ăn mã tao đi. Cứ móc hả? Không móc đâu, mày nhỉ nhầy rồi. Cái con nó thấy à? Thôi mà tính ra đó tao bắn cung. Bắn cù á? Ồ, nó có thấy thì mày có cái tường, do có cái tường cũng xây, tao nghĩ là mày nó sẽ không thấy được. Đông đu đát buồn. Anh Thành đang chơi hai game cùng lúc. Cực quá à. Day for you. Con chó này vừa đủ khá lắm mà. Anh chọc đây suy nghĩ được. Suy nghĩ đi. Có 7 chưa phá ra. Nghĩ bao lâu nghĩ. Hồi xưa tao học cũng mua mà tao vẫn không biết cách đọc mấy cái mà bước đi nha. Giờ chịu á, giờ chả nhớ cách đọc. Rất đéo vội ha. Ôi, đã được 13 phút trôi qua rồi. Chơi cờ cùng với kiện tướng anh chồng này thật sự thú vị đó. Tôi gần kiện tướng mạnh hơn. À, cờ tướng không biết chơi chút chút à. Nhưng mà đây là cờ vua. Mày cờ tướng thì không có chơi trong quá chơi together được. Má có cờ vay nữa nè. Oh shit bro, cờ vây thì chiêu quá, không biết chơi đâu á. Đánh vần.
coi mẹ cái này nhìn xa 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 nó tưởng nó màu đen màu nâu chứ nó rớt ra nó tưởng nó màu nâu chứ không phải à. Ừ thì đó ôi thịnh mua hàng nhái rồi này giống cờ thú vậy là thì ra là cái súng này đẹp nhất là màu nâu rồi màu đen màu đỏ đỏ rồi nó mất rớt ra vẫn là màu đỏ. Ừ. 7 nè. Hai liền. À không chịu thua à. Không chịu thua nhưng anh này không đánh tiếp. Anh này quá hèn. Lại hả? À? Lại kiểu gì? Này nút gì? Bắt đầu hàng đi. Hoặc là tao sẽ đầu hàng không biết nữa. Sao mày quỷ? Đầu hàng đi. Cái nút cờ ở dưới kìa. Đầu hàng đi. Yes sir, hay. Ôi anh chọc vì sai. Hôm nay là một ngày mua buồn. Ủa chứ, đang đánh với kỵ tướng có thằng chọc. Vừa bắn vừa đánh cờ tướng mà. Cờ vua. Thấy phép mẹ đi rồi. Tao cũng bắn đu lít, tao cũng bắn mình. Để set up game rồi. Chết rồi. Kiện chết à. Vậy là chết rồi. Tao create game nha. Ui, mẹ ra cờ. Có à cái này là pixel. Tao đi màu đen luôn nè. Tao cho thằng Thịnh đi trước luôn. Ron nhìn nó hơi vội. Ôi má nhà đi cũng Reina kìa. À tao sẽ create game. Để đế được cặc kìa luôn. Còn tao create game mà. Game lag rồi. Rồi. Tao đang chờ kiện tướng tiếp theo. Ai muốn thách thức thì tư chương lề bước vào đây. Mày dính rồi đúng không ta? Không, chưa. Hay rồi. Hay lắp ghe à. À mà con game này nó không có hiện tên thằng nào request cái đầu hàng nhỉ? Hiện chi? Chi? Hiện chi? Hiện nó biết chứ. Hiện cái gì? Mình thôi. Hiện tên của boss đầu hàng á. Hiện đứa nào? Ừ. Đứa nào boss đầu hàng á? Tao đây. À. Hiện để có thứ để nó nói. Tao boss nè. Gì ba? Đầu hàng rồi. Đi ngủ à? Hay quá, đúng là mình có. Đâu rồi các kiện tướng, tôi đang chờ các kiện tướng đây. Còn con có sao cơ chứ smoke, sao cơ chứ smoke. Sao đợt chưa? Bọn có chơi không? Ờ đúng rồi. Kiện tướng bọn. Quên thành này. Ok. Đổ cái đéo đi. Quá tệ. Hai kiện tướng đã rời khỏi cuộc chơi. Quá tệ. Này chắc có này có ga tiếp phone nữa nè. Mà ga tiếp phone chơi nhiều mới vui. Tao lo. Bùi lắc quá ơi, ơi cái gầm này lắc quá. Không được, không được, không được. Sao phải lộn.
Net net. Colonist tăng tốc phần cứng. Thay vì nó canh địch thì nó blend biết bay. Cái nhỉ. No thank you. Hello. I am under the water. Lót à? Có bạn. Thôi, tô màu đi. Ôi. Tô màu bình thường đó. Ấy, con lộn xay. Thật ra tô màu, chúng ta còn biết chúng ta này. Thành ơi. Sống ra. Rồi tô màu pizza đi. Tô màu xong là tao đi ngủ luôn. Bây giờ mày đen gì chứ? Hả? Gì? Bây giờ mày đen. Bạn giúp đa. Nó biết luôn á. Sát không? Dân gọi có cán bộ trả lời. Má chờ kiện tướng mày, kiện tướng không vào game luôn mà, kiện tướng chơi à. Kiện tướng gì? Có biết ra chơi méo đâu vào để trương hành gà nhục mặt lắm, trời. Kiện tướng này chịu thua rồi. Chịu rồi. Tao đang tô màu rồi. Vào làm gì nữa? Tô đi, baby. The fuck? Đó. Bình gì mượt dữ ta? Bình Singapore mượt dữ ta ơi. What's how? Yippee. Give me chamber. Play. Đồ map, map này có làm lại không? Này nó quay lại thôi. Có. Có.
Đủ má, map này là phải con Killjoy. Nếu đấy. Killjoy nó vậy. Killjoy bây giờ mày đặt nó nhìn Hay như cái ổ súng nó giảm còn có 180 độ à. Giảm 180 độ là ta chơi liền đó ba. Giảm 100 độ ba. Giảm xuống còn 100 độ. Còn 100 độ á? Không biết. Ban đầu tưởng là 240 độ giảm xuống thành 180 chứ. 240 là như nào đây? Ai biết đâu, đọc bản cập nhật là kiểu mắt nhắm mắt mở mà. Vậy là nó giảm từ bao nhiêu? 108 xuống. Kìa lô tách mới thằng nào kìa. Hay rồi. Lò tú. Trời ơi. Lò tú. Hay quá. Nãy vừa bắn map này xong. Giờ công hơi bị khó luôn. Má tao 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 chơi mày mày cả mấy game mà được cái vô map này á. Nhiều ke, nhiều ke đi. Cả mấy game ba, nhớ gì ghê vậy. Giờ giờ bỏ cái link nha. Bỏ mấy cái link nha. Đồ giờ móc sờ móc đi giờ đúng rồi hạn của tôi phải chơi hai smoke mới đủ cảm giác vậy một thôi đừng à. Cảm giác nữa một thôi à đừng cảm giác nữa đồ thằng nào Weibo Kirito ZZ33 thằng Weibo này phải chết thằng này Weibo Weibo này phải chết cái gì VMT 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 Kirito á VMT Kirito ơ Yuri cái gì đây Yukirito đu Weibo luôn Weibo là Weibo lỏ Yukirito ơi đua thẻ Sasori là Sasori là đứa nào trong Naruto? Sasori trong Naruto đúng không? Ờ, đúng rồi. Còn má mình này thì rỗng á. Cái con điều khiển rối gì? Cái thằng điều khiển rối đúng cái không? Cái bê rỗng á. Chính xác. Bê rỗng thì con ngon. Sasuke là để tao trước, tao chết trước cho. Tay qua rồi sao? Chim ma chim quỷ. Chưa qua đâu. Ui, chó ma chó quỷ. Ai cho tôi cái nhắm nhầm tôi cái móc rồi mọi người trong sơi quá trong sơi quá thay đâu không móc lạ đủ mất đặt đâu đây đủ à giờ cái sai bê má nó mất thẳng một góc đạt luôn rồi cái sai nó dài xuống dưới luôn ho quá à, mất mẹ góc ở đây rồi ồ gì đủ má mày thằng công sơi vậy công không á ở hai nghe ui ờ 4v2 thành cái lồn gì á tìm còn đã tìm còn 5 thằng thay đâu thay nhau biết luôn chứ cái tôi cao mà ôi, không phải tin được là tao thật sự cảm thấy vui khi tao chơi cái trò này. Hay quá. Thôi quá vậy. Không có bạn chơi hả? Thử hết sai à, ôi mất đi. Rồi, tao sẽ đi ngủ. À, không đi ngủ đâu. Cái thay sơ nó làm tao nhớ